À, chào anh em vừa rồi về cái lô pin Samsung 25R á, thì cũng nhận đóng được ít pin cho khách đây là khối nati vuông nha anh em nati vuông mạch tốt à, khối pin đóng rất là tỉ mỉ nha anh em đẹp đẽ đây là khách đặt à, đóng 5 khối này thì cái pin của mình là cũng mới lắm nha rồi đóng thì cũng đẹp đẽ nhìn cái khối pin nó như mới nha anh em đó anh em có nhu cầu thì cứ liên hệ mình mình tư vấn thì cái pin Samsung 25R này hiện là tại mình bán lẻ là 39.000 một viên nha anh em đó, đóng khối thì mình lấy công anh em thêm uh, vài chục nữa. Đây là khối vuông của Nati. Đó, anh em mua về là tự ráp thôi. Anh em ở nhà có những cái khối pin nào đó cần đóng thì cứ liên hệ mình, mình tư vấn. Cái pin Samsung 25 r này là cái dung lượng nó tới 2 rưỡi nha anh em. Mà pin Samsung cái, uh, cái, cái, cái cái số lần nạp sản nó tới 1.000 lần nha anh em. Đó, thành ra là cái độ bền nó rất là cao nên anh em yên tâm. Đó, còn khối này là khối xích anh em, khối xích 14.4 à cái này là Makita 14.4 mà anh khách đặt, đặt đóng một hàng thôi đó. Rồi, còn đây là Makita 18V. Đó, đây 18V. Và đây là cái khối pin Makita Lysen đóng à, cho khách. Thì à, mình cũng có bán tất cả các cái phụ kiện để mà anh em đóng pin. Đó, anh em mua lẻ về em em tự đóng hoặc là mình có thể đóng cho anh em. Rồi, anh em cần cái gì thì cứ liên hệ mình mình tư vấn. À, số điện thoại trên màn hình. Ờ, cảm ơn anh em đã theo dõi video. Anh em thấy video hay thì để lại cho mình một like, một subscribe. Hẹn anh em trong những video lần sau.